37, 38, 41, 42, 46, 126. Ơi, 37, 38, 39. 39 có rồi. 37, 38. 41, 42. Hạng Open trên 24 tháng cho được 37 chủ nuôi Phạm Xuân Huy, 38 chủ nuôi Đặng Văn Hùng. Rồi. Thank you. Anh đấy là đẹp đấy. Ba tám nữa. Gì đấy? Chủ nuôi Đặng Văn Hùng số 38, chủ nuôi Đặng Văn Hùng. GSD được open. Anh số 38 lên gần gần đầu em nhé. Chó danh 41, chủ chó Nguyễn Văn Toàn ạ. Được open số danh 41, chủ chó là Nguyễn Văn Toàn. Đẹp rồi, ngay từ đầu đã được quả đẹp rồi. Số danh 41 được open, chủ nuôi Nguyễn Văn Toàn. Được số danh 45, chủ nuôi Nguyễn Văn Mậu. Số danh 46, Ronaldo. Ronaldo nữa kìa. Số danh 46, Ronaldo. Ronaldo. Với hạng thi Open được này, hạng thi quan trọng nên giám khảo sẽ đo cái tiêu chuẩn, dùng thước đo đúng tiêu chuẩn của con Jenny. Đánh nhau đấy.
hai con đều cao hơn kích thước, đấy là bình thường. Trước giờ nó vẫn thế, nó vẫn cao hơn, hai con đều cao hơn. Cao chưa? Hai con đều thước đều không chạm đất. Chết rồi. Con đê của đoàn nó chết rồi mà. Này, đúng rồi. Tuyệt vời, không chê cái gì được. Không thể chê được. Nó vẫn đang hóng chủ đây. Hai con to cao. CSD ở Việt Nam lông rất đẹp, màu mà rất là rực rỡ. Em ơi, đứa nào rủ rồi đi một vòng chậm thôi à? Đi một vòng chậm à? Ông
tiết hôm nay khá là nắng. Có được mấy ông cần giám khảo có nhận xét là không phải là hai nữ con chó đây, ông chấm tất cả những con chó ở đây và những hai con chó xếp cuối cùng là hai con chó mà có vấn đề về kích thước nên ông sẽ xét về chạy để chạy cuối cùng. Đẹp. Sau phần thi của các chú chó đực Open Class, chúng ta sẽ đến phần thi của Working Class. Chó có chó là trên 15 tháng và là có chứng chỉ Working, đó là số 120, 122, 123, 127. Các chủ chó chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sau khi kết thúc phần thi của chó đực Open. Thí sinh số có giành 41. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chốt đi anh. Xin thông báo sau phần thi của Open sẽ đến phần thi của Walking và môn chú chó. Lên trên 44 39 44 chậm lại rồi. con chó cuối cùng lên màu hạng 38 lên màu hạng 38 trên 45
45 chậm lại. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. À đây, 41, 41. 41 dừng lại. Bốn mốt dừng lại. Giữ khoảng cách. Anh em mình giữ khoảng cách nhá. 38 lùi lại một tí đi. Chúng ta đi đều, giữ vị trí, không thay đổi. Khi nào giám khảo yêu cầu thay đổi vị trí thì mới được thay đổi. Giữ khoảng cách đều nhau để chó có thể sâu dáng được. Lưu ý khoảng cách. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi chậm. Bắt đầu số 1 bắt đầu đi chậm nha. Đi thật chậm, giữ đều khoảng cách. Chậm thôi. Working class should be. Số 43 ông đánh giá là ngoài vấn đề chiều cao thôi. Vợ đứng ở góc này chụp này. Tất cả những con chó nó đứng thành hàng đứng ở góc chéo này. Không, không cần phải hơi xiên như Iceland. Đứng hạng 1 của Open. Còn số 1 của hàng Open là con số 41. Chó rất là tốt. Đây này đứng ở góc này chụp vát nghiêng, chụp vát nghiêng. Cái mặt trước cái chiếc rất là tốt.
động của chó này rất là tuyệt đối. Con chó này là con chó đực rất là mạnh mẽ mà thể chất nó rất là tốt. Cái tất cả tổng hợp chỉ rất là tốt. Mang người đi được rồi anh ạ. Đang làm việc. Phần thi của Open Class số danh 123, 122, 127 và 120. Con này nó cũng thi mấy lần trước nhìn mặt quen lắm. Nhưng mà ở cái hạng thi này là phải cạnh tranh cho nên là ông xếp con chó 44 ở vị trí thứ tư. Working Class số danh 120, số danh 123, 122 và 127. Chuẩn bị. Mệt rồi, bọn này mệt rồi, nắng mà. Working Club số danh 123, chủ nuôi Trần Văn Thưởng.
Nhất số báo danh 41, nhì số báo danh 126, ba số báo danh 39 cho hạng Open cho Đức. Tất cả con chó hạng nhì của từng class đừng có về. Ta sẽ chờ ngoài, nếu con chó nhất hạng của mình thắng, mình sẽ được. Bạn thích con chó nào nhất ở trong những con được ở cái hạng thi này? 7 con cho được hạng Open.